Trước việc thắng cảnh nổi tiếng Hòn Vọng Phu bị sát đánh gây trốc vỡ, có thể đua sập bất cứ lúc nào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp để cứu danh thắng này. Theo đó, Hòn Vọng Phu sẽ được gia cố gia cường bằng các sợi thép được chèn giữa Sika Group dọc theo phương đứng của di tích. Tổng mức đầu tư cứu di tích Hòn Vọng Phu không quá 17 tỷ đồng lấy từ ngân sách tỉnh và phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án, giao Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tham mưu bố trí nguồn vốn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9.